Hello, what's up các bạn, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tùng MZ, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Thì chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Evolved Rise to Isle. Dương cẩu dữ ta. Thì nói về tập trước, hôm nay là tập thứ 6 rồi. Bạn nào mà chưa xem 5 tập còn lại thì các bạn vào kênh của mình để xem nha. Và nhớ tặng cho mình một like ở những video đó và share cho mọi người đều biết. Và bạn nào chưa subscribe thì hãy nhanh tay subscribe để cho mình có động lực làm quay video, những cái video về ARK cũng như là Minecraft cho anh em xem nha. Và những cái game khác nữa nếu mà anh em yêu cầu. Thì kể về cái tập gần nhất là tập thứ 5. Mình đã cái tập hôm đó thì mình đã sao ta thêm được một em Wyrn Tropical Rifle Wyrn, và mình đã vận chuyển ba em Diewood, Terabus và Bate của mình về đây bằng thuyền. Còn chiếc thuyền mà ban đầu của mình là nó nằm ở đâu ở vùng này nào? Mình chưa có đem về, kệ nó không có bao nhiêu đâu. Thì như lời đã hứa là trong lúc mà mình chuẩn bị quay cái tập này á, thì mình đã thêm được em Wyrn. Các bạn biết level bao nhiêu hay không? 125. Vãi cái đái, của Wyrn này mạnh. Mạnh lắm, của Wyrn này mạnh lắm các bạn. Ở tập trước nào mà bạn chưa có xem á, thì các bạn có xem là ở cuối video nó có một con, thêm con Wyrn nữa. Nhưng mà tại mình không có đủ thời gian để thêm một lúc hai con, cho nên mình thêm trước con này. Nhưng mà con này thì ban đầu mình tưởng là nó mạnh, ai ngờ là sau này là có con Wyrn này rồi. Cho nên mình chủ yếu con Wyrn này là con Wyrn Dam nha anh em. Con Wyrn Dam. Còn con này thì mình sẽ nâng quay cho nó để kiểu như nó vận chuyển quay và stamina để nó vận chuyển các kiểu này nọ. Còn con này thì chuyên đi đánh lộn để lấy đồ. Vậy thôi. Và mình đã câu, mình đã qua bển, qua bên vùng núi sa mạc ở cái tập mà thứ tư á. Tôi có câu về chỉnh nhân vật chi nhỏ xíu, bây giờ không thấy cái gì cả. Còn cái này là hồi nãy tôi lượm rớp nha. Mình đã câu được một em đập đá. Như vậy là chúng ta đã có bộ gọi là bộ nào ta, bộ ba rồi. Bây giờ mình hôm nay mình tem thêm một con nữa trước ha anh em. Không, bộ ba thì không đúng, đáng lẽ là phải là trai thì lấy Nacoberry nè, đập đá thì lấy đá nè, Ankylo thì lấy metal nè, và một con để lấy gỗ nữa, anh em biết con nào hay không? Đó là con Hải Ly. Con Hải Ly, nếu mà dành cho anh em nào chưa biết á, thì con Hải Ly, cái máy cưa và con Mammoth và cái con Gacha ở DLC Aberration á, là một trong những con mà có thể lấy gỗ hiệu suất cao nhất nha anh em. Hiệu suất cao nhất. Cho nên là mình thì mình không thích chơi máy cưa, tại vì mình muốn dùng thú để farm đồ. Và sẵn bắt cho anh em xem luôn, thì mình hôm nay mình sẽ đi rảo rảo cái vùng đầm lầy nè. Đầm lầy ở khu này nè anh em, để mình có thể tìm ra được một em Hải Ly để về farm gỗ một cách tốt nhất. Đơn giản vậy thôi. Và mình đồng thời mình còn phải đi tìm con Ankylo để mình farm metal nữa. Rồi, và trước khi bắt đầu mà làm những nhiệm vụ ở trong ARK này, hồi nãy mình giới thiệu rồi và bây giờ thì mình sẽ làm nhiệm vụ. Thì trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ, mình sẽ giới thiệu cũng như là tiến hành các bước đề co cho ngôi nhà mình đẹp hơn tí nha anh em. Thì mình xin giới thiệu một vài cái mới mẻ mà mình vừa phát hiện ra trong cái mod đề co mà mình đã cài vào. Cũng như cái phương châm của mình đó là vừa làm vừa chơi, kiểu như không phải lộng, vừa chơi game mà vừa kiểu như là deco xây dựng để cho cái game nó không bị một cách màu, một cái thái quá là tối ngày anh em cứ kêu tôi tem thú à. Chơi game phải tận hưởng game, anh em hiểu không? Phải tận hưởng những cái gì nó tinh túy nhất của game. Ngoài thú ra anh em có cái gì để chơi nữa hay không? Nếu mà anh em bỏ tiền ra mình chỉ để chơi tem thú thôi thì nói thiệt với anh em á, tôi dùng cheat tôi bắt á, nó nhanh hơn, view nhiều hơn. Tôi nói thiệt, tại sao tôi phải làm như thế này? Tại sao tôi phải làm như thế này để cho tôi ít view hay là bla bla gì đó? Tại vì đơn giản tôi muốn chơi game theo cái cách phong cách mà của tôi. Đó là tận hưởng game.
chứ anh em cứ kêu tôi bắt 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 tối ngày, cứ anh ơi thêm thú đi, anh ơi thêm T-Rex, thêm bla 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 gì, tôi chơi game làm gì nữa. Tôi cứ spawn ra một đống thú rồi sau đó là tôi cứ lại và tôi dùng cheat hay là tôi xài mấy cái mod là bắn cài xỉu á, vậy chơi game làm gì? Đồng ý là chơi game cho anh em xem, nhưng mà anh em cũng phải hiểu cho tôi là tôi đang chơi, cũng là tôi đang chơi chứ không phải là anh em đang chơi, anh em hiểu không? Vậy có nhiều bạn mình đọc comment mà muốn muốn rớt nước mắt luôn, thiệt muốn rớt nước mắt luôn. Không nhờ những cái subscribe, những cái like và những cái view của anh em động lực cố gắng làm cho tôi có động lực là tôi đã khóc lâu rồi. Tối nào anh em biết không, tối nào tôi cũng ôm gối tôi khóc hết rồi, nói đâu có ai hiểu đâu, nói mà còn cười nữa, bởi vì khổ lắm, làm dâu trăm họ mà. À và quên nữa, đáng lẽ là cái đầu video tôi nói luôn à, đó là cái video này video tập này là tập thứ sáu đúng không, có nghĩa là cái tập thứ tập này và tập thứ năm á, là tập trước á, tôi quay chung một ngày, tôi có hỏi anh em vài câu hỏi về vấn đề edit video cũng như là chèn thêm nhạc bla bla gì đó, thì tại vì tôi chưa up video kia lên không, cho nên là tập tập này tôi cũng không có edit gì khác, anh em hiểu không? Tôi chưa biết ý kiến anh em như thế nào, cho nên là tôi cũng chả làm gì khác ngoài việc chơi game bình thường thôi. Anh em cứ comment bên dưới ý kiến của mình về video, tôi sẽ tiếp thu lắng nghe. Rồi, ok, sau khi xây xong rồi mà tôi sẽ giới thiệu vài cái sơ sơ cho anh em. Sao chỗ này nó cao hơn ta ha, nhưng mà kệ không sao. Tại 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 cái nó vậy mà. Tiền sử nó thô sơ đó. Rồi, và tôi sẽ giới thiệu cho anh em vài cái decor mà tôi mới vừa vừa khám phá ra nha anh em. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu về cái lồng đèn. Cái lồng đèn này như phải nói là đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Ê, ghê không, ghê không? Đó, nó nhìn sao nhìn nó lắc lắc thế nhỉ? Ơi, cái lồng đèn này đồ trong đây rất là rẻ anh em, đồ trong đây rất là rẻ, rất là rẻ play nè. Cái lồng đèn này tôi tạo ra có đâu có hàng trăm fiber. Rất là rẻ anh em ha. Đây, tiếp theo là bức tường bằng glass. Tôi sẽ tính thay nguyên cái dãy bức tường này thành glass hết luôn. À, tiếp theo tôi giới thiệu em một cái hàng rào. À, anh em thấy không? Nó rất là hiện đại, nó rất là modern. À, nó có hai loại hàng rào, một là hàng rào bằng cây cỏ, hai là hàng rào bằng trắng. Cây cỏ thì nó rất là kiểu như nó rất là thiên nhiên, nhìn nó rất là nịnh mát. Còn anh em nào mà thích hiện đại thì mình sẽ chơi hàng rào trắng. Thì không biết ý kiến anh em như thế nào. Cái nào tôi hỏi ý kiến anh em thì tôi sẽ anh em cứ comment bên dưới, tôi sẽ tập sau nữa đi. Tôi mới làm cái hàng rào để cho cái kiểu như cái mắt thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, anh em hiểu không? Tôi thì rất là dễ tính, sao cũng được. Anh em cứ comment bên dưới. Rồi, còn về cái riêng cái phần này thì chắc chắn là tôi sẽ thay bằng kiến hết. Và tôi sẽ làm cho nó bằng cái lớp bờ. Cái lớp bờ ở trên đây cũng có nha anh em. Cái nóc nhà đó. Thì tôi sẽ đề co khoảng chừng một tí thôi, là tôi làm nhanh thôi. Không có gì khó cả. Cái này rất là dễ làm. Tractor nè, sau đó vào cái phần này nè. Tôi chưa có khám phá ra mấy cái này nữa, để có gì tôi làm luôn. Để sau này tôi có biết cái gì mà tôi tạo ra. Đây, cái này nó làm bằng rice và wood thôi, easy lắm, nó không gì khó hết. Ba miếng rice thì tôi chỉ cần đi đập một tí thôi là ok hết. À, và sắp tới thì tôi sẽ xây dựng một công viên khủng long ở đây. Tôi cũng có nhiều câu hỏi dành cho anh em lắm, nhưng mà tạm thời nó chưa tới, cho nên một 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 clip mà quá nhiều câu hỏi sợ anh em trả lời không hết đó mà. À, quên nữa, để tôi đập miếng rice xong rồi tôi làm mấy cái glass, mấy cái tường glass rồi tôi tem con này rồi đi bắt cái con mấy cái con thú mà tôi đã nói. À, còn cái việc mà hôm nay á, trước khi mà tôi quay video này á, tôi tính á, là hôm nay tôi đi đi kiếm con cái kiếm cái con gì biết không?
con Deadworm là cái con nằm dưới lòng đất ở bên sa mạc á, để tôi giết nó, tại vì tôi có con Warren nó mạnh quá rồi. Tôi giết nó để tôi lấy đồ, tôi đi tìm con Mantis để trả thù cho cái tập thất bại kia. Nhưng mà rất là tiếc là thông tin ARK cho rằng á là trong danh sách khủng long ở trong cái map này không có Deadworm. Má tôi cũng đéo biết tại sao mà nó làm như thế cả. Một khi nó đã sinh ra con Mantis rồi, tại sao không sinh ra con Deadworm? What the fuck, mày đùa ta? À đây đây đây. What the fuck? Ôi mày con tao vừa thôi. Thì tại vì có con Deadworm tôi mới thêm được con Mantis, nhưng mà bây giờ thôi Mantis coi như là bỏ ngỏ rồi em ơi, bỏ ngỏ rồi, chán lắm cơ. Ở cái vùng này rất là nhiều rồng luôn anh em, rất là nhiều rồng, nhưng mà tôi tem hai con khác biệt thôi, chứ tôi tem không tem nhiều quá, tem nhiều quá nó loạn lắm. Ở đây mà Rital Rital à, cả đống như nhìn cả đống như thế này mà lấy không có miếng nào luôn à, nó tròn đúng tròn luôn, đúng tròn mình luôn. Tới bây giờ mình chơi mình chẳng vẫn chưa phân biệt được cục nào là cục thiệt mà cục nào là cục giả nữa. Tao nói nó chán à. Tôi nghĩ mấy cục ở dưới đây là cục thiệt. Tôi còn chưa đi đi luyện con cái con rồng này lên tí nữa. Ơ định mà sao dưới nước khó farm thế nhờ? Ok. À, nó có nó có dầu luôn nè anh em phải không ta? Nó có dầu luôn. Ủa không phải, nó san hô lộn. Tôi tưởng dầu nổi trên đây thì nó game nó hơi bị dễ rồi. Cái map này công nhận á. Mình thừa nhận cái map này nó được ARK tối ưu quá một cách triệt của mẹ nó để luôn. Triệt để luôn nha anh em. Tại vì sao tôi nói như vậy? Tôi có lấy cái gì nhiều đâu mà tại sao bây giờ tôi có 6 điểm mà tôi nâng cho mình như thế này đi. Ok. Hôm nay tôi tính làm nhiều thứ lắm, tôi tính làm nhiều thứ lắm. Má tới giờ tôi chưa nấu thịt luôn nè. À, tại sao tôi nói cái map này nó tối ưu quá cực kỳ tốt. Anh nhớ anh em nhớ hồi đó mà ở bên kênh My Game không, tôi có chơi một cái season hình như là season 4 hay season 5 gì tôi không nhớ, lâu quá rồi. Có tôi chơi một cái map có tên là Vanilla, ủa Valhalla, chính xác là Valhalla. Cái map đó nó rộng, có thể là nó rộng ngang ngửa với cái map này, nhưng mà anh em biết không, ủa nó lắc một cách kinh khủng khiếp luôn. Những con thú ở trong đó xài khi mà nó không được tích hợp mod, như hai cái map và cái mod nó không có làm ăn chung với nhau á, những con thú ở những cái mod đó, nó không, nó rất là ít spawn ra ở những cái map, bởi vậy nó không được tối ưu quá, nó lắc với lại là đồ họa nó xấu nữa. Nhưng mà map này thì được đưa vào chính thức của ARK rồi, cho nên là vừa rộng mà vừa tối ưu quá một cách mượt vãi lìn luôn. Lộn 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 lộn. À, đây đây đây, cái này đúng không? Tôi sẽ làm bức tường. Đây, tôi làm bức tường khoảng chừng 19 hả? 19 thì tôi làm khoảng chừng 19 hả? Chắc được hả ta? Không, mình làm thêm 10 nữa đi, tại vì mình đang để dành làm lớp bờ. Đây, lớp bờ đây. Cái này là cái glass window. Cái door. Cái này là cái cửa luôn. Cái này là cái tam giác hả? Tam giác mình cũng cần nè. Này ráp được 14 cái, mình ráp mỗi bên khoảng chừng 3 cái đi, 1 2 3, 1 2 3. Lớp thì chúng ta sẽ cần cần khoảng chừng mát cây là nhiêu, 5 cái hả? Nó hơi yếu.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm luôn hả anh em. Tôi sẽ build nhanh để có thời gian để tem hai con quỷ kia nữa. Rất nhiều nhiệm vụ trong cái này. Anh em thấy không? Xây lên là thấy nó đẹp liền. What the fuck? Thấy nó rất là gì và này nọ anh em. Ôi ôi đẹp thế nhờ. Ai xây mà đẹp dữ vậy ta? Tại tôi làm để có sơ sơ cho anh em xem thôi chứ chứ khi mà rảnh là tôi sẽ làm liền. Tôi sẽ xây cho anh em xem. Anh em đó giờ anh em biết tính tôi rồi đó. Muốn cái gì mà nó tốt đẹp nhất hay nó hay nhất, mình cho rằng tôi cho rằng là nó hay nhất á thì tôi sẽ quay cho anh em xem. Chứ chứ nhiều khi á thì tôi làm như thế này á, tôi sợ á là kiểu như mấy ông coi mấy ông chán. Nhưng mà tôi muốn cái gì nó hay ho, đối với tôi ít nhất là đối với tôi cảm thấy nó hay ho tôi mới làm, hiểu không? Tôi mới làm cho mấy ông coi. Chứ mấy cái này tôi skip một cái một cái gì. Wow, nhìn nhà mình sang hơn hẳn luôn ha nào. Ui, nhìn cái nhà tôi nó sang hơn liền. Nó sang, nó sạch hơn liền. Á, đã dữ rồi ba. Ai xây mà đẹp dữ rồi ba. Léo hiểu luôn á. Ai xây mà đẹp dữ rồi. Trời ơi, ai xây mà đẹp dữ vậy trời. Tôi xài cái lớp bơ coi, lớp bơ nó có 5 miếng à, tôi xài cái này trước rồi. Ôi, đẹp nhờ. Ôi, đẹp nhờ. Ôi. Ôi, sao mà đẹp dữ vậy trời? Không hiểu sao mà tôi xây đẹp vậy luôn á. Tôi hiểu rồi tại sao mà nó bị lẫn vô nhau rồi. Từ từ anh em từ từ. À tôi hiểu rồi, nó phải tách ra một tí, nó phải tách ra một tí. Nhưng mà tôi phá nó luôn. Ok, không sao. Tôi có cách rồi, tôi demolish nó được. Tôi demolish nó sau đi. Nhưng mà tôi thấy cái nhà của tôi là nó sạch hơn rồi đó ha. Tôi đi co mẫu cho anh em xem. Tôi thấy cái nhà tôi nó sạch hơn rồi đó. Đấy đấy, tôi thấy cái nhà tôi nó sạch sẽ hơn, nó rất là cổ điển phương Tây rồi đó. Đáng lẽ cái kiến này nó làm trong trong nữa, tôi thấy ok hơn nhiều. Bỏ qua đây đi. Thời gian rảnh là tôi sẽ vô tôi làm. Rồi tôi làm thử cái này cho anh em xem trước đi rồi tính tiếp. Cái này là cái gì nhờ? Ui, cái gì à? Ui, cái bãi hell? Ui, cái này mà tôi xây kiểu như cái sân bóng đá là công viên khủng long là ok lắm luôn á. Ui, cao bao nhiêu cũng được nữa nè. Holy fuck, mà cái này nó lắc. Cái này là lắc, kiểu như xây càng nhiều nó sẽ càng lắc á nè. What cái này xây càng nhiều nó sẽ càng lắc, nó rất là hại. Anh em phải biết cái nào nó hại cái nào không. Cái này là cái gì đây, cái tre cái trúc gì hả? À cái cây này mà tôi đang tìm hôm bữa nè, tôi chưa ép mod vô nè. Cái cây cột á, cục gỗ nhỏ. Ok thôi được rồi, quậy như đó đủ rồi, để coi như đó quá im rồi. Rồi bây giờ tôi làm cái Rosbow lại. Rosbow Metal và Wood. Bỏ qua đây hết đi. Metal 63 cục, bên đây nhiêu cục? Ok.
À, sẵn tập này tôi làm cái tủ lạnh đó anh em ơi. Đó, quá nhiều thứ để làm luôn, quá nhiều thứ để làm luôn. Tủ lạnh để tôi đựng mấy cái rau rim mít nè, rồi mấy cái mít boiler nè anh em. Mấy cái mít boiler. À không. Cái organic ở đây nè, organic polymer chứ lộn. Cái tủ lạnh nó tên là cái gì tôi quên tiêu rồi. Rì này hả ta? Không, cái ban đầu là tôi cái đó cái tủ lạnh đúng rồi. Nhưng mà ở thời gian đầu mình chưa có cần cái đó, mình cần một cái tủ mà tủ tủ kính thôi, cái tủ gỗ thôi. Cái tủ gỗ cái gì tôi quên tiêu rồi, không phải xì to đâu. Đây đây đây, cái pin, đúng rồi, chính xác là cái pin. Cái pin nó ráp bên đây đúng không? Đây. Fiber stone thép và wood. Wood thép fiber stone. Rồi, à, có cái tủ lạnh là để ngoài đây. À, vừa đủ luôn. Tôi cảm thấy là hình như tôi đi nhanh lắm luôn rồi đó. Ôi, tôi cảm thấy là tôi đi nhanh lắm luôn rồi đó anh em. Má, tôi hơi bị chóng mặt rồi đó. Thiệt, anh em có cảm thấy vậy không? Tôi cảm thấy là tôi bị chóng mặt rồi đó. Là cái đấy. Miss Boiler tôi cần Naco Berry. Bro. Tôi cần Flint Thép và Fiber để 76, 76 cái cung tên hả? Dư sức rồi. Ok. Để anh đây. Thôi tạm thời là không làm cung tên nữa đâu, làm như vậy là quá đủ rồi. Rồi và bây giờ thì tôi tính làm cái gì nữa ta, tôi quên rồi ta. Cung tên có đủ rồi, Narcotic cũng có đủ rồi. Và bây giờ tôi đi kiếm con ấy thôi ta. À, tôi bắt con đập đá trước đi rồi tính tiếp ha. Bắt con đập đá chạy qua đầm lầy bắt con hải ly và sau đó đi kiếm con Ankylo ở bên mấy cái vùng kia. À không, anh thấy anh em thấy nhiệm vụ hôm nay không? Vào đã 22 phút rồi mà bây giờ mới bắt đầu nhiệm vụ chính của tập này. Nãy giờ mãi chơi thôi. Cái con quỷ đập đá ở đâu rồi? Hồi nãy tôi thấy nó bên vùng bên kia kìa. À kìa nói kìa, ủa phải không? Không phải, không phải. Tôi đang kiểu như tôi đi sưu tầm mấy con mà cái màu mè nó đẹp đẹp á anh em. Tôi đi trên tôi bay trên con quay rừng tôi thấy có nhiều con nó đẹp lắm. Con rùa tai đỏ nè. Rồi mấy con trai nữa màu sắc cực kỳ đẹp. Công nhận ở trong đây Rytor nó map rồi Rytor nó cái thú nó đẹp cực kỳ. Nó phối màu nó nhìn thấy có vẻ như là rất bắt mắt. Ủa ở đâu rồi ta? Á, cây nhiều quá, tôi lùng quá, tôi không thấy nó. Sau này tôi sẽ sang bằng hết cái đống này để cho nhìn nhà mình nó trống trải hơn ha. Nó đù. Nói cái tới giờ tôi chưa có ăn uống gì hết luôn. Ý tôi nói là trong game nè. Sao tự nhiên để con này nó giữa đường giữa xá vậy trời? À, tôi chưa nấu gì hả? What the hell? Ăn cho đỡ đói thôi, ăn thịt sống luôn cho đỡ đói. Lấy con chim thì tôi đi. À đây, nó đây à, nó đây à. Hồi nãy tôi có bay vòng vòng tôi kiếm con Ankylo á thì tôi vô tình tôi thấy vài con Quetzal.
Weasel không phải là một vài con nữa mà rất là nhiều. Mỗi lần mà muốn bắt Weasel đi kiếm Weasel đỏ mắt luôn. Mà bây giờ map này thì nó rất là nhiều thú. Tôi rất thích map này luôn á. Con này bắt rất là dễ, thả diều nó là ok. À, lắc lắc làm sao nhờ? Xây càng nhiều nó sẽ càng lắc hơn em. Con này nó trâu lắm. Hình như tôi thấy nó quẹo rồi đó. Tôi thấy nó quẹo rồi đó. Hình như nó dí theo tôi hay nó quẹo ta. Chạy cái quỹ đạo gì lạ vậy? À, tôi còn hứa cho với anh em cái kèo Sabertooth ở bên cái khúc mà bên cái chỗ mà tôi bắt con Ankylo này nữa chứ. Thôi bắt con đập đá này nữa chứ. Bây giờ hụt. Ồ, nó không núp vô mai rùa nó luôn mà nó xỉu luôn. Lại con trai để mất công mình bóc vô một cái mình phải giục hết mấy trái berry kia nữa. Ây da, what the fuck, oh, bắt xẹp đi em ơi, bắt xẹp, em không sao, em lo được, Anh quýnh em hả? Quýnh không? Bắt mày luôn. Cho mày ăn trái cây luôn. Gì nữa vậy? Anh bắt em hả? Ôi má, nó ăn nguyên cái mũi tên của mình mà nó không sao rồi. Anh bắt em hả? Xỉu không? Xỉu chưa? Xỉu chưa? Xỉu chưa? Anh đánh em hả? Tại mấy con này gì cũng vui á anh em. Mình không tiếc cho nó cái tên đâu. Má thịt nhiều dữ à, thịt đâu ra mà. Thịt đâu ra. Má đi ra đi vô hồi mất tiêu nó luôn á, không thấy nó luôn á. Sao quýnh hoài giống thấy ba. Con này nó ăn cái gì nhờ? Trái cây nó cũng không ăn mà cái này nó không ăn, thôi cầm vào đi. Mệt quá. Mất thời gian với mấy con quỷ nhóc quá. Berry. Ok. Lên được 19 level cũng được rồi anh em. Con này thì mình không cần thiết phải không cần thiết phải lên level cao. Như vậy là vừa. Rồi và bây giờ mình sẽ đi bắt con Hải Ly ha. Hải Ly thì theo lý thuyết thì Warren có thể câu nó được. Warren có thể câu Hải Ly được. Mang tích thì bỏ đi. Có Simentin nữa hả? Hay cha. Simentin đua cái đi. Nếu mà có Simentin thì mình sẽ dùng cái con đập đá để farm đá và ráp Simentin ở nhà. Đua nó ráp ở đâu ra đây hả? Quá đỡ luôn. Như vậy là chúng ta có đồ cưỡi coi đua rồi. Hải Ly nó ăn gì mình quên tiêu rồi ta, ăn thịt hay là ăn ăn trái cây ta, để mình biết mình đem theo. Như đây là quá đủ à.
Ok, và bây giờ mình sẽ đi bắt hải ly ha anh em. Đi bằng con quay rình này đi cho nó đẹp. Go! Hải ly thì nó sẽ nằm ở cái vùng này, mình có rà cái đài nó rồi. Nó nằm ở 75, 75, 25. Cái khúc đó có hình như có cái đầm lầy á. Mình nhớ không lầm là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới đó. Khi nào mà thấy hải ly thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn bây giờ mình sẽ skip, mình đi kiếm nó. Cái hành trình kiếm nó thì nó khá là vất vả, tại vì nó có một cái vùng nhỏ bên đây thôi, nó rất là ít. Ok, đây là cái vùng mà hải ly nó spawn ra. Mình đã thấy một cái trap và hiện tại một con Sako đang quýnh con hải ly sắp mặt lờ luôn. Ờ, không phải là con hải ly, mình nhìn nhầm rồi, một con gì đó. Sako này đẹp quá, mình không nỡ đi giết nó, cho nên thì thôi. Mình đã thấy một cái tổ hải ly rồi, và đây là cái vùng đầm lầy của hải ly sinh sống. Và hiện tại mình đã thấy hai con hải ly, một con màu đỏ và một con màu đen, rất 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 là đẹp. Mình chắc là mình tem con, ui ui, hai cái màu này mình cực kỳ thích nè anh em. Con đỏ đen trắng và con đỏ trắng, hai cái màu cực kỳ thích phối với nhau, anh em thấy không? Nó phối màu với nhau rất là đẹp. Mình cũng không cần phải quan tâm là nó bao nhiêu level, mình chỉ cần biết là bắt nó thôi. Hello, Supremo the fuck. Ủa, what the fuck, không trúng hả? Sai chứ hả? Hình như là con đỏ trắng ở đây đúng không? Hello, Supremo the fucker. Con này thì mình thấy nhiều dư sức. Vì mình tốc độ mình chạy nó khá là nhanh rồi, cho nên chả vấn đề gì cả. Máy mình nó lắc lắc làm sao á nè. Rồi lại đói bụng nữa rồi. Ai da. Trời ơi mày chạy. Ồ, nó xuống nước rồi, coi như mình thua luôn á. Tại vì xuống nước đó, nó bơi rất là nhanh. Ai dây 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 dây, mình ăn vô cái đã tính tiếp. What the fuck? Để mình cho nó ăn trước đi rồi tính tiếp. Ôi, con này nó ăn gì ta? Ăn Ray Mushroom hả? Theo theo lý thuyết là mình nhớ không lầm ngang, tại vì mình ít tem con này lắm anh em. Thì con này nó sẽ ăn Ray Mushroom hay là ăn trái cây Mazoi cũng được, Mazoi Berry. Nó ăn lộn thịt luôn à. À, để mình lên mình lấy trái cây cho nó ăn thử coi. À, nó không có ma rồi luôn. À, nó có 9 trái à. Mình nghĩ là được, mình nghĩ là dư sức. Ok, vậy thôi, không ăn thịt thì thôi. Ôi, con này level 135 luôn hả? Gớm vậy. Con này level 135 thì nó rất là khỏe anh em. Mình thì mình thích tay một cặp luôn à, con kia mình thấy nó cũng rất là duyên dáng. Con kia mình thấy nó cũng rất là duyên dáng, cho nên là mình quyết định mình tem nó luôn. Ôi, có một con trai đẹp quá kìa. Con mà đỏ đen á.
À, con này đây, đỏ đen trắng, cái đuôi nó đẹp nè. Cái đuôi này hàng hiếm nè. Nhưng mà tôi thấy ở dưới đây có một con nữa nhưng mà nó không đẹp bằng con này. Chơi. Hello baby. Rồi tao bắn mà sao mà né được. Đó, tôi cứ vậy đó, tôi cứ hit and run nữa. Tôi AD quốc tế mà. Ôi chết mẹ rồi. Ôi dưới đây không có khinh thường nó được nha. Ôi chết mẹ, sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Tôi xin lỗi làm dữ rồi, tôi có mặt giáp sắt nha, tôi có mặt giáp sắt nè. Trên bờ nó chạy không lại mình chứ dưới nước là mình thua. Trời ơi, tao bắn mà mày chạy, tao bắn mà mày chạy là sao? Ôi tao bắn mà mày chạy. Rồi giỡn ha, đúng không cưng? Trời ơi, cưng có bạn rồi. Rồi tôi lấy đồ, tôi lấy berry cho nó ăn hết trơn rồi, tội nghiệp không? Chia ra mà ăn đi. Chứ giờ làm biếng đi lấy quá. Ok xong. Con này nó ở dưới nước á, mình không sợ nó chết các bạn. Tại vì sao hải ly mà chết đuối là sao, anh em hiểu không? Anh em hiểu ý tôi nói không? Giống như là cá mà chết đuối vậy đó. Ta kêu là cá đuối. Tại vì khi mà xuống nước, cái oxygen của những cái con trên bờ nó sẽ bị giảm xuống khi bị xỉu dưới nước. Còn vốn dĩ những con hải ly nó đã không có hơi thở ở dưới nước rồi, cho nên anh em rất là thoải mái. Đây 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 đây, con này đây. Hay không, what the fuck, con này bay nhanh quá. Đây có xi măng tin rồi đây. Có đồ cưỡi cho có đồ cưỡi cho con hải ly luôn rồi, ngon. Rồi mình lấy xi măng tin này mình làm. Ở đây có ba con hải ly thôi hả? Có con nào đẹp không mình lấy luôn. Đẹp lấy hết. Để coi có vùng này có gì hết không. À đây đây, mình đang cần cái này đây, mình đang cần cái này đây. Anh em chờ tôi một tí, tôi bỏ đồ vô cái đã. Ồ 900 gỗ hơi dục mẹ đi, gỗ đâu cần thiết. Đây 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 đây. Cái này tôi đang cần nè. Khi mà nó thè lên đó các bạn thì mình sẽ được, phải không ta? Hồi đó tôi nhớ tôi ở dưới DLC của Aberration, tôi có lấy một lần nè. Cái này nhìn nhạy cảm cho ta. Này nhìn nhạy cảm nha. Khi mà nó có trái anh em, tôi sẽ lấy cái trái của nó, tôi giống như là cái quả của nó để tôi nó bung ra phải không ta? Nó bung ra. Tôi coi nó làm cái gì. Tôi quên rồi. Hồi đó lỏ lỏ bên ARK game online gì đó. ARK online á có chỉ tôi là lấy cái này để ủa phải không ta? Lúc đó mình quen lỏ chưa ta? Mình quên tiêu rồi. Ai chỉ tôi á? Hồi đó tôi nhớ tôi có chơi chung với ai á. Là khi mà cái cây này mà nó có ra trái á, thì khi mình lượm cái trái đó giống như cái trái flash ở trong mấy cái game bắn súng vậy đó, dục ra cái là cái con thú nó sẽ bị mù, bị choáng, mình cũng bị choáng luôn, nhưng mà kiểu như mình sẽ quăng khéo á, thì mình sẽ không bị choáng. Rồi lúc đó mình muốn làm gì nó mình làm, nó có tác dụng trong vòng một vài giây. Mà kệ nó đi, từ từ mình sẽ nghiên cứu sao. Chắc ở đây hết hải ly rồi. Mình chặt cái này không được. Ok
Không được anh em ơi, tôi phá cái này không được. Ok, quay lại coi con hai hai con hải ly của mình xong chưa. Như nó xỉu ở bên kia thì phải. Ôi nó làm gì mà lâu với người ta. Tôi lấy miếng này để tôi xuống tôi thăm nó coi có không. What the fuck? Đâu rồi? Ủa đừng nói với tôi là nó qua bên kia rồi nghe. What the fuck, hồi nãy tôi thấy. Ok, kìa, nó kìa. Ủa nó coi con cóc lộn. Hai nó đâu? What the fuck? Ok, nó con cóc. Tự nhiên dưới đây có mấy con quỷ này là gì ta? Con Piranha nữa mẹ. À mày. Mẹ mày. Biến. Đâu rồi ta? Ok kìa, nó kìa, nó kìa. Ok, quay lại đây cưng. Ai, phi ra nha hả? Phi ra nha, thì nó không ngán ai đâu. Mày lấy thịt cá đi, sau này mình têm cái con Velociraptor gì đó đó. Cái con chim da đỏ mà nó bị kẹt hồi đó, cái tập 3, tập 4 gì đó. Anh em nói là giết con đó. Ủa không, con cần cờn chứ lòng, nhưng mà mình vẫn thích tem con đó. Này xong chưa trời, ui cho ăn này vô đi. Trời ơi, chắc phi ra nhà cắn luôn á. Xong một em rồi, phụ anh dứt con này giùm anh đi chứ nó cắn anh hoài anh cũng mệt nó chứ. Cái cây tâm minh này. Trời ơi, nó quýnh anh kìa mấy đứa ơi. Quýnh anh kìa. Con này level nhiêu hả? Nhanh như là 71 hả? Hình như là con này thấp hơn. Ok, tận hưởng nè anh em ơi, tận hưởng. Ủa con này là con đua hả? Lộn. Con cast mình có thể lắp ở đây không ta? Không 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 không, về smile hả, lắp cái đầu cưỡi nó chắc là được, không sao đi, tạm thời mình sẽ để con đó nó nằm ở con kia, nó nằm đó đi anh em. Tiếng mình quay lại mình câu, bây giờ mình câu con này về trước. Rồi nó đâu mất tiêu nữa rồi. Mà sao mấy con quỷ này nó ở đây nè. Đi từ từ thôi ông cha. Rồi, về, nhớ địa điểm này nha. Chỗ này là ngay cái vách núi luôn. Ok, nhớ được. Về nhà thôi. Ok, đây là con thứ hai. Mình đã quay là mình lấy con kia. Xong, ui con gì đẹp vậy? Ồ, con bờ te màu đỏ đẹp vậy. Ôi, con bờ te màu đỏ đẹp thế nha. Rồi, và bây giờ thì sau khi mà vận chuyển cái con này về, mình làm đồ cưỡi cho nó luôn. Làm đồ cưỡi cho nó các kiểu con đà điểu rồi sau đó mình sẽ sao ta? Đi kiếm con Ankylo. Đi kiếm con Ankylo và sau đó gấp nó về thả vào sân vườn của mình. Lúc đó là mình muốn tem cái gì thì mình tem cái đấy thôi. Easy. Quá chi là easy. Vấn đề là phải tem được nó. Không, vấn đề là phải tìm ra nó mới được. Đây.
cái lượng thú mình càng ngày càng nhiều ha anh em. Mình còn nợ anh em con Sabertooth nữa chứ, lộn. Đúng rồi, con Sabertooth mình quên nó chứ. Pro thì chúng ta cần top. Con gì quýnh à? Con bị con gì quýnh mình à? Ôi, what the fuck? Rồi tụi bay gan dữ vậy, cơ. Ôi, nó quýnh mà nó núp luôn rồi hả? Gớm vậy. Rồi tụi này gan. Vùng đất của tao mà tụi bay dám vô đây. Những cái thứ trẻ trâu này. Đâu rồi? Quýnh ở đây. Quýnh ở đây. Quýnh ở đây. Bước ra đây. Mấy con trẻ trâu này. Cementin Silica. Ok, lấy lại hết luôn. Mình làm đồ cưỡi cho con Hải Ly xong cái mình đi liền. Lấy cái này luôn. Cast đây xong. Fiber và metal hả, 100 lận hả, nhiều thế, đâu có đủ đâu. Chừng nào có con ăn kilo đi rồi muốn farm gì farm, tạm thời là mỗi con một cái đồ cưỡi ha anh em, chứ giờ không có tiền bạc gì hết trơn, không có làm hai cái nổi. Đây, cái con kia đâu mất tiêu rồi. Con đầu tiên là con đuôi này đây. Oh, what the fuck. Đây. Let's go. Ramus tới đây. Ok. Quá chí luôn. Nó chỉ lăn theo đường thẳng thôi nha anh em. Rồi, tiếp theo là con này. Mình tự nhiên mình đem thêm con manh tích lên chi trời. Tôi sẽ cho anh em thấy cái lấy gỗ của nó như thế nào. Đây. Wow, 520 gỗ, what the hell. Tôi lấy một lần anh em biết tôi chặt có 300 gỗ thôi mà này lấy ha. Lấy là muốn gần phân nửa tôi rồi đó. Thấy biết ghê cỡ nào rồi đấy. Rồi bây giờ tôi đi kiếm con Ankylo thấy là xong. Let's go baby. Ankylo thì hôm bữa như tôi nói là nó sẽ nằm ở cái vùng như thế này đây, nó vùng này nè. Nó vùng đây. Ok, tiến thẳng thôi. Ok, mình đã bắt xong và mình đã về tới nhà luôn rồi. Nói chung là cũng khó kiếm thiệt, công nhận khó kiếm. Sao tự nhiên phun nước gì vậy má? Tại vì anh em biết sao không? Con này có level 50 thôi, mình thấy được có 3 con à. Tại vì mình kiếm cũng cực à, cao buổi rồi à. Con này level 50 cao nhất mình đem nó về và phập nó thôi. Easy. Mấy con này thì quá dễ với mình à. Oh what the fuck. Ui tự làm cái bẫy hại mình luôn. Ghê thiệt. Để thiệt chứ.
bán mấy game luôn, bán tùng luôn. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Ok xong. Thì mình đi qua mấy cái vùng kia mình thấy rất là nhiều thú đã anh em. Thú rất là ok lắm, để có dịp mình sẽ xây nhà cửa xong rồi hứng hứng mình bắt cho anh em xem ha. Còn bây giờ kết thúc phần chơi Ark Survival Rhystone Isle. Ok thì cảm ơn các bạn đã xem video này, và các bạn nếu mà muốn tạo động lực cho mình có động lực để làm tiếp những cái tập sau của Ark Survival thì các bạn vui lòng like, share và subscribe cho mình nha, để có những cái clip hay ho khác về ARK cũng như là những cái game Minecraft nha anh em. Anh em là cái nguồn động lực to lớn để mình có thể cố gắng tới thời điểm bây giờ ha anh em, và đừng quên những cái ý kiến đánh giá về cái video này nha. Bye bye.